trải nghiệm trong suốt hơn 3 năm em gắn bó với cả PAC. Còn đối với các anh, những người mà thường xuyên trực tiếp sử dụng xe thì bộ phận này nhận được rất là nhiều tình cảm. Em có một gợi ý nho nhỏ là bộ phận này thì đến từ đất nước có biểu tượng là những chú kangaroo ạ. Em nói đến đây thì em tin là rất nhiều anh đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Bộ cuộc mà hôm nay em muốn nói đến đó chính là PP51 ạ. PP51 của hãng ARB ạ. ARB thì là một hãng chuyên sản xuất đồ độ cho xe đến từ đất nước Australia. Hiện tại thì ARB sản xuất PP51 cho một số dòng xe như là Stockranger, Demac, Hilux, Corrado, Land Cruiser và đặc biệt có cả Prado nữa ạ. Đứng cạnh em ngày hôm nay thì có một chiếc Prado. Các em có thể nhìn thấy rất là rõ là bộ cửa phụ xe Prado thì chưa hề nâng cấp gì ở ngoài cả. Và điều đầu tiên anh ấy hướng đến là một bộ cửa ạ. Mà bộ cửa anh ấy chọn là PP51 ạ. Vậy thì ngày hôm nay em xin mời các anh cùng em đi khám phá là bộ PP51 thì có gì đặc biệt mà khiến cho các anh lại rất là yêu thích như vậy đúng không ạ? Tấm khác vào đây với chị. Đây là bình dầu. Em xin giới thiệu một chút ạ. Đây chính là bình dầu của phuộc trước PP51 ạ. Đây là phuộc trước PP51 thì được cấu tạo theo dạng là phuộc nằm trong lò xo như thế này ạ. Có một điểm đặc biệt của PP51 là có nút chỉnh nén và nhả tinh chỉnh một cách độc lập ạ. Chính vì thế mà PP51 được đánh giá là một bộ phục rất là chiều người đi xe. Nếu như mà muốn êm ái này, bồng bềnh như là Lexus thì cũng có thể chỉnh được, hoặc là chắc và đầm như BMW thì cũng có thể chỉnh được ạ. Còn đây là phục sau của PP51 ạ. Tuấn quay kỹ hơn chị đấy. Đây cũng là bình dầu này, bình dầu của phục sau. Cái này thì có thể nhìn rõ hơn là nút nén và nhả của PP51 được hiện ở vị như thế này. Đây là tem của PP51 OME ạ, có biểu tượng là con đà điểu ạ. Các anh có thắc mắc là PP51 thì chữ 51 ở trong đấy có ý nghĩa gì không ạ? Hôm nay em xin bật mí nho nhỏ. 51 có nghĩa là piston trong cuộc, thân cuộc có đường kính là 51mm ạ. Về các kỷ niệm của PP51 thì riêng bản thân em có một kỷ niệm rất là thú vị vào đầu năm 2018, khi mà có một khách hàng rất là yêu quý PP51 và có chỉ định là mong muốn được PAC lắp đặt bộ cục đó. Thì em còn nói với sếp em là: anh ơi, mình đi xe gì anh nhở? Phải là xe có PP51 thì em mới đi không? Đó là một câu nói đùa của em thôi vì công việc mà. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn được trải nghiệm một chuyến đi vào Đà Nẵng cùng với cả một chiếc xe lắp PP51. Nên em đi vào Hà Nội, từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong khoảng 13 tiếng. Thì những cái lo lắng của em trong chuyến đi là không xảy ra, bởi vì là em thứ nhất là không bị đau lưng, không bị đau sói lưng. Chính vì vậy mà công việc vẫn hoàn thành rất là tốt. Đó là một chuyến đi mà đến tận bây giờ khi mà nhắc lại thì em vẫn có rất là nhiều cảm xúc. Đó có lẽ là một trong những lý do mà em có thể tự tin chia sẻ với cả các anh những cái cảm nhận của em khi sử dụng PP51. Còn các anh thì sao ạ? Đối với cả PP51 các anh có những trải nghiệm gì các anh có thể chia sẻ với em được không ạ?